nha mọi người, lại là tôi, Thổ Địa Phú Yên đây. Hôm nay Thổ Địa lại tiếp tục dắt mọi người đến đường Nguyễn Huệ để ăn nha. Mà muốn biết tôi ăn gì thì nhất định phải xem hết video này. Cút nướng sẽ là món đầu tiên tôi ăn. Mà nếu bạn nào thích ăn cút nướng giống tôi thì nhất định phải đến cái quán này nha. Ở đây thì sẽ có cút nướng, cháo và cả trứng cút lộn. Về đánh giá cá nhân của tôi thì phải nói cháo ở đây cứ tuyệt cả là vời. Thế nhưng mà em này mới gọi là nhân vật chính làm tôi mê đắm mê đuối nè. Tiết lộ cho mọi người biết là quán này tôi có thể ăn 4 đến 5 ngày trong vòng 1 tuần á. Không hiểu sao tôi cứ bị mê cút ở đây nha. Cút thì ướp với gia vị rất là vừa phải. Và nước chấm ở đây thì tôi nói là đỉnh. Có hai loại nước chấm ăn kèm đó là muối ớt chanh và sốt bơ mix chung với lại ớt tương. Để mà nói về cái thời tiết mùa này nha, ăn cút nướng xong rồi ăn thêm chén cháo ấm ấm nữa, trời ơi còn gì nữa đúng không? Địa chỉ thì tôi để ở đầu quán và mở cửa từ 4 giờ chiều cho đến đâu đó khoảng 9 giờ đêm là hết rồi. Món tiếp theo thì không cần đi đâu xa hết, ngay bên cạnh quán cút nướng luôn. Tôi sẽ dẫn mọi người đi ăn cá viên chiên mắm tiếp. Cá viên chiên mắm bi sắp bí. Quán này là có cái tên rất là đặc biệt làm tôi nhớ đến nè. Có cả chiên mắm và chiên không nha, mọi người có thể ăn kèm chung với ớt tương nè. Nhưng mà tôi lại thích ăn chiên mắm tại vì có rau ăn kèm nè, rồi chiên đậm đà gia vị nữa. Tôi chọn thì mọi thứ một ít. Và cái phần này của tôi chỉ có 22 cành thôi á. Mà ngoài cá viên chiên ra thì còn có rau và dưa leo xoài ăn kèm nữa. À, mọi người yên tâm là các loại cá viên chiên ở đây cũng rất là đa dạng. Từ các loại cá, bò, tôm viên hay là há cảo, xúc xích nè, chả cá, văn văn và mai mai rất là nhiều loại. Giá cả thì cũng sinh viên hạt dễ thôi. Và mở cửa từ 3 giờ chiều cho đến khoảng 9 giờ rưỡi đêm nha. Sau đó thì tụi tôi bước thêm vài bước nữa là có ngay một quán mì quảng rồi. Mì quảng ở đây sẽ đồng giá 25 cành từ mì gà, mì heo hay là mì bò nè. Còn mì đặc biệt thì 30 cành. Tôi thì gọi một phần mì gà. Và gà ở đây thì như tôi thấy là nó không có bị bể, nấu vừa chín tới và dai. Gà thì rất là dai và giòn. Còn nước lèo của mì thì vừa ăn. Nếu mà mọi người ăn mặn xíu thì nên nếm thêm. Tính ra là cái đoạn ngay ngã tư Duy Tân và Nguyễn Huệ rất là nhiều món ăn ha. Để mà nói thì đối với tôi có thể gọi Nguyễn Huệ là một cái cung đường ăn uống của Tuy Hòa mình á. Vậy nha, xem clip xong nếu mà đói bụng thì đi ăn liền đi.